Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng. Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ năm. Phổ Hiền hỏi: Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vị trời gồm Bát Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, người đó về danh hiệu của những địa ngục là chỗ quả báo của những hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề, và những sự quả báo không là để làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi đương xuất oai hàng của Đức Phật, của ai là của ngài, nói về danh hiệu của những địa ngục cùng với những sự thọ báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục: Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi, dãy núi đó tối thẳm có ánh sáng của mặt trăng mặt trời, trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Quả Tiện, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Quả, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tổ Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Chánh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiếu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Nếu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Quả Tượng, địa ngục Quả Mã, địa ngục Quả Cẩu, địa ngục Quả Ngu, địa ngục Quả Sơ, địa ngục Quả Thạch, địa ngục Quả Sàng, địa ngục Quả Lương, địa ngục Quả Ưng, địa ngục Cứu Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ống Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Quả Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Quả Lan, vân vân. Những địa ngục như thế, trong đó mà ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhận đến trăm nghìn trăm số đó gì có danh hiệu chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm với những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dừa biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quá nhỏ mà cho là không có tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù đến mẹ mốt đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mọi người cứ theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương sức oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược về những sự tai báo nơi địa ngục, cho mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã gọi tai báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong thời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả và biết quy hướng và giáo pháp của Đức Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, những sự chỗ đó trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra và cho châu kỳ bờ lên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ già so ăn, hoặc có địa ngục quạt dầu sôi sùng sục nấu lấy thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cọc đồng cháy đỏ và bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng mượn lửa lớn bay tóc vào người tội, hoặc có địa ngục toàn có thần là quan giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn và phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lau gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều dấu lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho gắn sắt cuốn cắn, hoặc có địa ngục xô đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách từ sắt. Nhân giả, những quả báo như thế cho mỗi ngục đều có trăm ngàn thứ khí cụ dùng để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này là do cách hạnh nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm về ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự việc về tội báo ở địa ngục, thời cho mỗi ngục lại còn có trăm ngàn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi đương xuất oai thành của Đức Phật và vì nhân giả họ mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nó cũng không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Như Lai Tán Thán, phẩm thứ sáu. Đức Phật phóng quang dẫn bảo. Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hàng hạ sát các con nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các con nước của chư Phật rằng: Tất cả các hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần lắng nghe hôm nay tôi ngợi khen ca bài những sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát cho mười phương thế giới hiện cái sức từ bi ai hàng không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ của chúng sanh.
Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát Đại Sĩ các ông cùng hàng trời gồng quỷ thần nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh được khỏi tất cả mọi sự khổ và chứng cảnh vui niết bàn Phổ Quảng thưa thỉnh. Nói là ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần cũng lớn, có thể nghĩ bàn như thế, trong ông Đức Như Lai là về những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tiên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát đi làm đã ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời gồng bát bộ và những chúng sanh đời sau kính vâng lời dạy của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật hỏi ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tôi chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà đó lượt những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát để làm lợi ích cho hàng trời cùng người. Ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: Trong đời sau, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc lĩnh ngộ, người đó sẽ qua được tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có kẻ thiện nam người tiện nữ nào hoặc là hạ bẻ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau loại 100 lần, vĩnh viễn không còn xa đạo và chỗ ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phúc trời đã hết, sanh tướng chúng nhân gian vẫn còn thường làm vị quốc vương, chẳng hề mất sự lợi ích lớn khỏi nửa thân. Nếu có người nữ nào nhầm trắng hăng gái hết lòng cúng dường tượng vẽ của ngài Địa Tạng Bồ Tát và những tội cắt bằng nắp đá cây sơn đồng sắt, ngày ngày đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa chàng khoan tiền bạc vật báo cúng dường như thế mãi không thôi, người thiện nữ đó sau khi mạng mọi thân gác ở hiện tại thời đến trong nghìn muôn kiếp không còn sanh vào cõi đó có người nữ huống là thọ thân gái, trừ khi vì đồng từ phát nguyện về thọ thân gái để đổi chúng sanh nương nơi phước cúng dường ngày Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong nghìn kiếp chẳng còn họ thân người nữ lệ nữa. Thân xinh đẹp lệ nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào nhàm chán thao xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nhìn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân gái thời đến trong ngàn mốt đời thường làm con gái nhà vua cho đến vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp, do vì cái lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà nặng phước lợi như thế. Quỷ thần hộ vệ lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau nếu có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chọn các thứ kỹ nhạc nhân ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến háo một người hay nhiều người, những hạng người trên đó ở đời hiện tại và thọ vị lai sau thường được trăm ngàn quỷ thần này đem theo hộ vệ, còn không cho những việc không dữ đến tay người đó, huống là để người đó phải chịu những tai vạ bất ngờ khinh chê mắc tội. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau có người ác ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bỗng sanh khinh chơi cho là không có công đức cùng không có sự lợi ích lớn, hoặc nhăn gan ra cười, hoặc chơi sau lưng, hoặc chơi trước mặt, hoặc khiên bảo người khác cùng chơi, hoặc khiên một người cùng chơi hay nhiều người cùng chơi cho đến sanh lòng chơi bay trong chừng một niệm, thời những kẻ như thế đến sân y một ngàn đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả vì tội bất kinh chơi, nó vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng, qua hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân xuất sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới đặng sanh làm người. Dù được làm người nhưng ở vào hạng bằng cùng hạ tiện tập nguyện thiếu sức hay bị nghiệp ác gàn một nơi thân, không bao lâu là thể bị đọa lần chốn ác đạo nữa. Này Phổ Quảng Bồ Tát, khinh chơi người khác cúng dường một hồi mắc phải tới báo xấu khổ như thế, huống là tự sanh ác kiến mà khinh chơi phá diệt tiêu diệt tội chướng. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đang nằm chiêm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đè hoặc có quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi hành định lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu ghế thê thảm thục khổ, đó là bị nơi nghiệp đạo lưỡng đối cho quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành, mất phòng tục của kẻ nam người nữ trên thời điện gọi được việc nó, chỉ nên đối chứng hình tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng và đọc kinh này một biến, hoặc lấy những món vật kiên của người bệnh thường ưa tiếc lên nhà y phục đồ vật báo nhà cửa vườn vườn đối chứng người bệnh các tiếng lớn mà sướng lên rằng: Chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối chứng kinh tượng, đem những cô vật này hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng của chư Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng tháp chùa hoặc tháp đền chùa tháp cúng,
Học cúng vào cửa hồng trụ, sướng lên như vậy bao lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến hệ thọ đã giúp, hồi học 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng xuất bạch như trên mà lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh nó mạng chung, thời vào tuổi trước có tội vạ nặng, nhẫn đến 5 tội vô gián cũng đều thoát khỏi hẳn. Họ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc được chết của mình. Huống là những người hiện nam người hiện nữ nào, để có thể tự mình đi chép kinh này, hoặc bảo người khác bên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát cho đến bảo người khác vẽ đắp. Thời những người đó sau khi thọ bảo báo các đạnh nhiều lỡ lớn. Này Phổ Quang Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho chính cho đến chỉ trong một niệm gọi khen kinh này, hoặc có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng chân mình phương trước khuyến hóa người đó, phát lòng siêng năng chứ đừng thoái thác. Thời có thể được chân mình muốn công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai siêu độ vô linh. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, như những chúng sanh đề xa hoặc trong giấc ngộ hoặc trong chiên bao, thấy các hạng quỷ thần nhận đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc thanh thản hầu gục việc cầu gỉ hoặc hải hồn hoặc sợ sệt, đó đều là vì hoặc cha mẹ con em hoặc chồng vợ quyến thuộc trong 1 đời 10 đời 200 đời vào thảo quá khứ bị đò lạc hoặc chúng mắc đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước luật nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về bất bảo với người có tình cúc nhục trong đời trước, cầu mong là phương tiện về để hầu được thoát khỏi chúng mắc đạo. Này Phổ Quang Bồ Tát, ông nên dùng sức oai thần của mình khiến cho hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát, chí tâm tự đọc kinh này 1 biến hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến cho đến 7 biến. Như vậy kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi tiếng tụng đọc kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ đạt được giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ chẳng còn thấy hiện về nữa. Tiêu độ của mình. Khỏi nô lệ. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, như đời sau này có nhận hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai hoặc tớ gái, nhận đến kẻ chẳng có quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước trên ga cặp phải xăm nói đó, thời nên chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Những hạng người trên đó sau khi mạng báo thân hạng hạng tiện ở hiện đời, trăm nghìn muôn đời về sau cùng được sanh vào bậc tôn quý, chọn không bao giờ phải sao đạo một chút ác đạo nữa. Sanh con dễ nuôi. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, về trong thỏ sau này nơi cõi Di Phù Đề, trong hạng sắc tê lợi và la môn trưởng giả tu sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh đẻ và con trai hay con gái, nội trong 7 ngày sớm bị đứa trẻ mới sanh ra đó và tụng kinh điển không thể nghĩ bạn này, lại vì đứa trẻ đó niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng đủ 1 muôn biến. Được như vậy thời đứa trẻ cha hay gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vợ chi cũng đều thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi để thêm được sống lâu. Còn nếu như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được ăn vui ơn cùng sống lâu hơn. Ngài thập trai tụng kinh được phước. Lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, gần 18, 23, 24, 28, 29, 30, 10 ngày cho trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhân lại để quyết định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trên cõi Di Phù Đề không có điều gì mà chẳng phải là tội lỗi, huống là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp tai nhầm tà dâm bổn ngữ trong điều tội lỗi. Về đời sau nếu có những chúng sanh nào trong 10 ngày trai kỳ trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh đọc tụng kinh này 1 biến, thời chung quanh chúng người đó ở 4 hướng năm tây nam bắc trong khoảng 100 gia tuần, không còn xảy ra những việc tai nạn, còn chính chủ nhà người đó ở tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai trăm trăm nghìn năm xa hẳn khỏi các ác đạo. Trong 10 ngày trai kỳ trở trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng 1 biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay là cho những người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật. Này Phổ Quang Bồ Tát, vì thế nên biết ngài Địa Tạng Bồ Tát có bắt khảo thí trong ngàn muôn ức những sự oai thần lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Di Phù Đề có nhân duyên rất lớn với ngài Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ, những chúng sanh đó hoặc nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc thấy được hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, thời những người đó hưởng sự an vui lợi hưởng trong đời hiện tại, trăm nghìn muôn đời về vị lai còn được thất sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp, danh hiệu của kinh. Khi Đức Phật Như Lai tiên bày ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ xong, ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Tích Thế Tôn, từ lâu con đã gọi biết vị đại sĩ này có thần lực công đại, nguyện lực khổng lớn không thể nghĩ bàn như thế rồi, xong mày muốn cho những chúng sanh đời sau gọi biết các sự lợi đó nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai.
Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố như thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Bảo Bồ Tát, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng từ thọ kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát tin chịu chắp tay cung kính lễ Phật hồi lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, lợi ích của cái còn bị mất. Phẩm thứ bảy, khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh có gì bồ đề sanh tâm động niệm không chỉ là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành không chịu thấu thắc tốt bắt đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự lợi ác chẳng lành lại là làm ham lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong vùng này, càng nặng ham lành càng khôn đốn ham lành, chân đập lún nước sâu. Những người đó hoặc chập hạnh thiện chi thức đội dừng đá bất cho, hoặc là đội dừng tất cả. Vì hạnh thiện chi thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại nhiều đổi người ấy khuyên cáo làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi gây khỏi vùng này đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xác nhận đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo đó ác bắt đầu từ mấy mối người đàn đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo hết chân ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quý vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoặc che phân lộng và tất tiền giàu, hoặc chi đồng tụng kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát, Đức Di Phật, làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là đây một thức được nghe biết cứu theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính nào đó thời đáng lẽ người sao đạo và trước ác đạo, xong vì nhờ thân quý người vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó hãy được rửa sạch. Như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người đó mà tu, vì người chết đó mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể kiếp cho người chết đó được con hạnh chết ác đạo, được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người, hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà cả thân quý hiện tại đó cũng được vô lượng công đức. Vì lẽ trên đó nên đây cũng nói trước Đức Phật Thế Tôn cùng hàng trời rồng tám hữu chúng người phi nhân vân vân, vừa có lời khuyên bảo đến những chúng sanh như cõi diêm phù đề, ngài lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tới lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tới lễ đó không có một may mắn chi lớn cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm khó nặng hơn thôi. Giả sử như người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đạt phần thánh quả, sẽ sinh vào cõi trời cõi người, nhưng vì việc lúc tâm chung hàng tăng quyến gây tạo những nghiệp duyên không lành, cũng làm cho người chết ấy mắc lấy ung lỵ phải đối viện, chậm sinh vào chúng di là lành. Huống gì là người chi chết lúc sinh tiền chưa từng làm được chút phúc lành nào cả, đều cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo mà tự thêm bị sao đạo bị trước ác đạo. Hàng thân thuộc nhỏ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy càng nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến tuyệt đương thật đã ba ngày, đồ vật mà người đó mang vác nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi thêm một ít đồ vật nữa. Vì vậy mà người từ xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ xét chúng sanh ở trong cõi diêm phù đề, con sẽ xét chúng sanh ở cõi diêm phù đề ở trong nơi giáo pháp của Đức Phật. Nếu có thể làm việc phước lành chừng bằng sợi lông, một giọt nước, một hộp cát, một hộp bự nhỏ, hoặc chỉ bằng mảy lông sợi tóc, thời tất cả những chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả bạch hỏi: Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế sau, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để quá độ chúng sanh ở mười phương. Ông chắp tay cung kính mà hư hỏi cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi diêm phù đề có những chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng thân quyến hoặc cái lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo công đức cho đến thiết trang cúng dường, làm những việc bày phước lành, thời người chết đó có đặng được lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi ích. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi về tất cả chúng sanh ở đời hiện tại và thọ vị ra sao, nương xuất oai thần của Đức Phật mà nói sơ lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở đời hiện tại về vị lai lúc sắp mạng chung nghe đại danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, danh hiệu của một Đức Di Phật,
thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành người gây lấy những tội ác, sau khi người mạng chung thời hàng thân quyến hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người đó mà tu tạo phước lợi làm tất cả những việc về thánh đạo, thời cho 7 phần công đức, người chết thuận được 1 phần, còn 6 phần công đức còn lại thuộc về kẻ thân quyến hiện lo tu tạo đó. Vì bởi vì có trên đó, bởi vì cái trên đây nên những người thiện nam người thiện nữ ở đời hiện tại vì vậy sao nghe lời nói người đó đó nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành, thọ đạo hưởng chọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thằng hồn vô vọng mịt mờ chẳng gọi là tội hay phước, trong 49 ngày như ngay như điếc hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Thì khi thẩm định xong, thờ cứ lên theo nghề mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra lần sau đó, thờ đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị sao đạo và chiếu ác đạo. Thằng hồn của người chết tốt khi chưa được thọ sanh, trong 49 ngày luôn chút luôn ngôn trong ngóng hàng cốt nhiều thanh quyến, tu tạo phước lành thì cứu vớt cho, qua khỏi 49 ngày thọ cứ lên theo nghề mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thọ trải qua trong 1000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, thọ bị đọa lại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong 1000 kiếp muôn kiếp. Lại về nữa này ông chuyên giả, tôi khi những chúng sanh gây phạm tội như thế mạng chung, thời hạn cúng nhiều thân quyến có làm cha thì giúp phước lành cho người chết đó. Thời khi sắp sửa chưa rồi cùng nước tương ngàn, chớ có đem nước gạo lá rau văn văn cho đến các thứ đồ ăn chưa dân cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Chớ có đem nước gạo lá rau độ văn văn độ vải ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn chưa dân cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép ở đông được tinh sạch kỹ lượng, thời người chết đó chọn không hưởng nước mẹ, chọn không được hưởng nước mẹ mẹ phúc nào cả. Còn nếu có thể kỹ lượng giữ gìn tinh sạch đem dân cúng cho Phật cùng tăng, thờ trong 7 phần công đức người chết đã hưởng được 1 phần. Này ông dân giả, vì thế những chúng sanh được cõi duyên phù đề, sau khi cha mẹ cùng người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu thẳng, thờ những người như thế cả con người mất đều được lợi ích cả. Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời này xong, tại cung trời lâu lợi có số nghìn muốt na do tha quỷ thần đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông dưỡng giả đại hiện vui mừng vâng lời dạy lòng để mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Hữu Nguyện. Các vua Diêm La khen ngợi Phẩm thứ 8 Diêm La Dương cùng với Vĩ Vương Ngân Tập. Lúc đó trong chảy nước Tiết Vi có vô lượng vị đại Vĩ Vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đau lợi đến chỗ của Đức Phật. Các vị Vĩ Vương đó tên là Ác Độc Vĩ Dương, Đa Ác Vĩ Dương, Đại Chánh Vĩ Dương, Bạch Hổ Vĩ Dương, Huyết Hổ Vĩ Dương, Xích Hổ Vĩ Dương, Tán Ngôn Vĩ Dương, Phi Thân Vĩ Dương, Điển Quang Vĩ Dương, Lan Nha Vĩ Dương, Đảm Thú Vĩ Dương, Phụ Thạch Vĩ Dương, Chủ Hao Quỷ Dương, Chủ Họa Quỷ Dương, Chủ Phước Quỷ Dương, Chủ Thập Quỷ Dương, Chủ Tài Quỷ Dương, Chủ Xúc Quỷ Dương, Chủ Cầm Quỷ Dương, Chủ Thú Quỷ Dương, Chủ Mị Quỷ Dương, Chủ Sản Quỷ Dương, Chủ Mạng Quỷ Dương, Chủ Tập Quỷ Dương, Chủ Hiểm Quỷ Dương, Tam Một Quỷ Dương, Tứ Một Quỷ Dương, Ngũ Một Quỷ Dương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi So Vương, Đại Kỳ Lợi So Vương, A Na Cha Vương, Đại A Na Cha Vương. Những vị đại quý vương như thế, mỗi vị có 100.000 tỷ quý vương, cả thảy ở trong cõi Di Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trì. Các vị vị vương đó cùng với vương Dinh La nương xuất oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đau lợi đứng qua một phía. Vua Dinh La bạch Phật: bấy giờ vua Dinh La quỳ gối chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng với các vị vị vương nương xuất oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mới được lên tới đại hội nơi cung trời đau lợi này, mà cũng là vì chúng con đảm xuống làm vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, giáng bạch hỏi Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng định lại Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát và bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường dùng 100.000 mối phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, ngài không từ mệt nhọc,
Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể miệng bàn được như thế, nhưng sau này chúng sanh vừa đặng tất cõi thể báo, không bao lâu là phải bị đọa vào chỗ ác đạo nữa. Bạch Tức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực không thể nghe bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành thì được giải thoát mãi mãi? Cúi xin Tức Thế Tôn giải gọi việc đó cho chúng con. Phật giảng sở nhân, Đức Phật bảo vua Dinh La rằng: những chúng sanh trong cõi Di Phù Đề tánh tầng cứ còn có dạy có sửa, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây cho trong nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát. Những chúng sanh bị tội báo cho đến bị đọa được ác lớn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc vực duyên mà làm cho những chúng sanh đó nhớ biết công việc đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Di Phù Đề kết dịch dữ phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhập cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để lo lắng cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mắt nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dã so cùng hồn sói sư tử gắn độc bò cạp. Người quên đường đó ở trong con đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị thiện chi thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ sụp độ hại đó cho đến có thể trừ quỷ dã so các loài ác độc. Chợt gặp người quên đặt đường kia đã muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bỏ gần: ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà muốn đi vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người quên đường, người đặt đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới gọi là con đường hiểm nạn, bèn đường lui trở lại muốn ra khỏi con đường hiểm nạn. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn lời đó đó ra khỏi con đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được ăn ổn rồi bỏ gần: này người đặt đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn ấy nữa. Ai mà vào con đường hiểm nạn ấy ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tính mạng. Người lạc đường đó cũng xin lòng cẩn trọng. Lúc từ biệt nhau, vị thị di tích chẳng lại dẫn thêm: nếu ông có gặp kẻ quen, người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, còn đó ắt phải tổn tính mạng, chớ có để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên biết Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đủ đức từ bi lớn, cứu vớt những chúng sanh mắc hại tội khổ, muốn cho chúng nó được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng lấy nhiều sự vui sướng tốt đẹp. Những súc sanh tội khổ đó gỡ biết sự khốn khổ trong đường ác nghiệp rồi, khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quên đặt đường kia đi làm một con đường hiểm, gặp vị thiện chi thức dẫn dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ có đi vào đường ấy nữa, tự nói là mình do quên đường nên đi lạc vào đó, nay đã thoát khỏi rồi chẳng hẳn không trở vào con đường ấy nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa họ lại còn lây lòng, con biết đó là con đường hiểm nạn mà đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt làm cho được thoát khỏi, được sanh lên cõi trời, rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đã kết nghiệp ác quá nặng, thời ông ở trong chốn địa ngục không có ngày nào được thoát khỏi. Quỷ vương bày thiện nghiệm, bây giờ ác đạo quỷ vương chấp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Tức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề. Họ có vị làm lợi ích cho người, họ có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến cho hàng quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lần ít, đi qua sang nhà người, hoặc thành ấp, xóm làng, chạy vào vùng nhà. Trong đó chỉ có người cha kẻ gái nào tu được chút phúc lành dựng bằng mấy lọc sợi tóc, cho đến cho một lá phan, một bộ cái, chút hương, chút hoa, có nhiều tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, tụng đọc tông kinh, đốt hương cúng dường, một bài kệ, một câu kinh. Hàng quỷ dương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thọ quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có ai lực lớn hoặc kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ cũng sợ tai nạn bất kỳ, bệnh tật hiểm nghèo thình đình, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó huống là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hay thay, tốt thay, các ông và mấy vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiên độ như thế, ta cũng truyền các vị chờ phạm vương để thích hộ về các ông chủ mạng trình thưa. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp họ có một vị quỷ dương tên là chủ mạng chấp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, bổn nguyện duyên của con là cai quản tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử con đều có biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thọ có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? Khi sanh não nên làm lành kinh ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa.
Hồi thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cha mẹ lẫn con đều đặn nhiều sự an vui, hàng thanh quý cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sinh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sanh mẫu ăn, cùng nhóm họ cả hàng thanh quyến lại để uống rượu ăn thịt cao sang đường sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể khiến cho người mẹ đứa con chẳng đặng ăn vui. Vì sao thế? Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh, nhờ con sớm đã sai các vị thần linh xóa chặt thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được ăn ổn và đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được ăn ổn rồi, thà đáng lẽ phải nên làm việc phước lợi để đền đáp công ơn của thổ địa, trái lại giết hại loài sinh vật, hội họp thanh viếng. Vì lẽ này đã phạm tội lỗi, tắc phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổ. Lúc chết nên tu phước, lại người chung cõi diêm phù đề lúc lâm chung, không luận là kẻ lành, không luận là người lành đều giữ. Con cũng đều không luận là người lành kẻ giữ, con cũng đều muốn cho họ không bị lọ lạc vào chứ mắt đạo. Huống gì là những người lúc sanh tiền biết tu tạo cõi phước lành để giúp theo oai lực cho con. Trong cõi diêm phù đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình cha mẹ, nhận đến hóa là người thân quyến, chẳng chắc thần hồn của người chết làm cho đạo lạc vào chút ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã sanh tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ năm tự nữ nhân ở trong cõi diêm phù đề lúc lâm chung, thời thần thức không mê, không bị người để làm điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe được gì hết, hàng thân quyến của người lâm chung đó nên sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tâm kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế, thời có thể khiến cho người chết đó thuộc vào hạnh chúc ác đạo, các thứ ma quỷ và ác thần thấy đều phải lưu tan cả hết. Bạch Tất Thế Tôn, tất cả những cái thanh lúc lâm chung nếu nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu một bài kệ trong kinh điển đại thừa, con xem xét thấy ạn người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nhỏ nhỏ đáng lẽ phải bị sao đỡ vào trước ác đạo, liền đặng thoát khỏi cả. Đức Phật trăn dạy, Đức Phật bảo chủ mạng vĩ vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sinh tử của hội chúng sanh như thế. Như về trong đời sau này nếu có khả năng người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó đều nên làm cho được giải thoát, mãi mãi được an vui. Chủ mạng vĩ vương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chỗ lo, chọn đời của con luôn ông hội chúng sanh trong cõi diêm phù đời, lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả. Chỉ cho mong các chúng sanh trong lúc sanh lúc tử tin theo lời nói của con vừa nói, tin theo lời của con vừa nói trên, thời đều được giải thoát và đạo lợi ích lớn. Đức Phật tỏ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vị đại vĩ vương cai quản tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị vĩ vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử. Đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiển thân đại quỷ, chớ thiệt thòi không phải quỷ. Quá 170 kiếp sau mới sẽ được thành Phật, hiệu là vô tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, gọi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại vĩ vương như đó, những sự của vị đại vĩ vương đó không thể nghĩ bằng như thế. Hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, xin danh hiệu chư Phật, phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bình cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong phần sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay muốn khỏi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đạo phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không cần phải lo ngại gì nên tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sinh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nạn sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tánh tháng,
người đại lục vô lượng vô biên phước lợi. Lại hàng hà sa kiếp và thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bổ Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm với Phật trong khoảng khảnh móng tay, người này chọn hẳn nó còn nói chuyện nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Mã Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm sinh niệm. Lại bất khả thiết vô số kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Thống Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật Tây mà phát tâm với y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật so đảnh thọ ký cho. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tăng tháng, người này nơi pháp hội của 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương, đảnh Phật thọ ký đạo vô thuận cho. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời mãi không còn xa đạo vào trước ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vô thượng thắng vi diệu. Tại vô lượng vô số hàng hà sa kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bủ Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây liền khỏi đạo vào chốn ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vô thượng thắng vi diệu. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Bủ Tướng Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán. Lại về thọ quá khứ, lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Chạng Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ siêu thoát tội nạn sinh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thọ quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này sẽ gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề. Lại về thọ quá khứ, có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tổ Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diệt Phật. Có bất khả thiết Đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thọ Vị Lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là người nam, hoặc là người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, không còn bị đạo và chốt ác đạo nữa. Như có chúng sanh nào sắp mạng chung mà hàng thanh quý trong nhà nhận đến một người vì người bởi sắp chết đó mà niệm lớn tới danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dòng rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp, hẳn không ra khỏi đạo bỏ khổ, nhưng bởi lúc nhâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng danh hiệu chư Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xin danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ, kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, nguyện chung hết bổn hạnh Địa Tạng, thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng châu sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiên thành, khỏi mốc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha, Bổn Sắc Bồ Đề Số Ha.